Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Diễn biến nóng vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và hai cháu trọng thương. Công an điều tra và bước đầu xác định nguyên nhân vụ bố chồng đánh con dâu và hai cháu nội nhập viện là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Ngày 30 tháng 11, theo báo chí, lãnh đạo công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ bố chồng đánh con dâu xảy ra tại xã Xuân Viên lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến vụ án này. Cơ quan công an cho biết, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Một số thông tin đồn đại về việc ông HTC muốn bán đất dẫn đến mâu thuẫn nhưng công an chưa làm rõ thông tin này được. Ông C đang có biểu hiện nhiều về thần kinh không ổn định. Người này tuổi cao sức yếu nên đang được điều trị tại bệnh viện. Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Một lãnh đạo công an huyện Nghi Xuân nói, được biết sau vụ việc ba mẹ con chị BTD 34 tuổi bị nhiều vết thương ở đầu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Sau nhiều ngày chăm sóc, hiện sức khỏe của ba nạn nhân đã ổn định nhiều hơn. Trong đó, hai cháu bé con chị D gồm bé HBN 9 tuổi và HNV 4 tuổi. Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hiện sức khỏe đã ổn, được xuất viện cho về nhà. Đưa chị D hiện vẫn được giữ lại viện để điều trị chăm sóc thai nhi. Do chị D đang mang thai tháng thứ 6, các bác sĩ không thể chụp chiếu vết thương trên đầu nên không thể xác định chính xác những tổn thương phía trong. Chia sẻ, hiện vợ tôi vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đỡ hơn nhiều. Các bác sĩ nói thai nhi trong bụng không bị ảnh hưởng gì. Anh Hát, chồng chị Đề, chia sẻ và cho biết anh vẫn đang phối hợp với công an để giải quyết vụ việc. Như báo chí đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 11, trong lúc ăn cơm tối, ông HTC đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị BTD, sinh năm 1986. Trong cơn nóng giận, ông C đã đánh chị D cùng hai cháu gái nội của mình là cháu bé HBL 9 tuổi và bé HLV 4 tuổi. Khi bị ông nội đánh, cháu L nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và đưa ba mẹ con chị C tới bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên ba mẹ con chị D được chuyển cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau đó cháu L và cháu V được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa. Về phía ông C, sau khi gây án, người này được tìm thấy tại một trang trại cách nhà khoảng 300m, trong tình trạng sức khỏe không tốt, liên tục bị nôn và có mùi thuốc bảo vệ thực vật nên đã được chuyển đi bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.